Xin kính chào quý vị và các bạn. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Ngày 29 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau khi Nga nã hàng trăm tên lửa và triển khai lượng lớn máy bay không người lái UAV tấn công khắp các khu vực ở Ukraine, khiến gần 200 người thương vong, theo hãng tin Reuters. Ngày qua, Nga thực hiện 134 cuộc tấn công bằng tên lửa, 60 cuộc không kích và 36 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Đáng chú ý, theo Ukrinform, rạng sáng ngày 29 tháng 12 giờ địa phương, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công trên quy mô lớn vào các thành phố trên khắp Ukraine. Theo đó, Moscow đã nã khoảng 160 tên lửa các loại và triển khai lượng lớn máy bay không người lái UAV vào Ukraine. Ukraine tuyên bố, lực lượng phòng không nước này bắn hạ 88 tên lửa KH-101, KH-555, KH-55 và 27 UAV Shahed-136-131 do Nga phóng. Theo Ukraine, cuộc tấn công ngày 29 tháng 12 là đợt tấn công trên không ác liệt nhất của Nga trong gần 2 năm qua. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, ông Iho Klimenko cho biết có 30 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương sau cuộc tấn công. Ngoài ra, vụ tấn công cũng làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông và gây mất điện ở nhiều khu vực. Cũng trong ngày 29 tháng 12, Nga lên tiếng xác nhận đã thực hiện 50 cuộc tấn công nhóm và một cuộc tấn công lớn vào các cơ sở quân sự ở Ukraine trong tuần qua, lưu ý rằng tất cả các mục tiêu đều bị tấn công. Theo các quan chức Ukraine, cuộc không kích vào ngày 29 tháng 12 là đợt tấn công ác liệt nhất của Nga trong gần 2 năm qua, chỉ thua những đợt tấn công liên tục hồi chiến sự mới bùng nổ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, ông Igor Klimenko, cho biết cuộc tấn công khiến 30 người chết, khoảng 160 người bị thương và nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba thông báo trên X, trước đây là Twitter, rằng Ukraine và khoảng 300 nước thành viên Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn về vụ tấn công dẫn đến nhiều thương vong dân sự và phá hủy nặng nề cơ sở hạ tầng dân sự. Tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án cuộc không kích của Nga vào Ukraine. Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật nhân đạo quốc tế, không chấp nhận được và phải chấm dứt ngay lập tức, ông Guterres nhấn mạnh. Các thành viên Hội đồng Bảo an gồm Mỹ, Pháp và Anh lên án cuộc tấn công của Nga. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward nói với Hội đồng Bảo an rằng các cuộc tấn công là một nỗ lực tuyệt vọng và vô ích của Nga nhằm lấy lại động lực. Trong cuộc chiến với Ukraine, họ sẽ không thành công, bà Woodward nhấn mạnh. Về phía Nga, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia, cho rằng điều cần thảo luận là việc Ukraine vi phạm luật nhân đạo quốc tế khi bố trí các hệ thống phòng không trong các khu dân sự. Ông Nebenzia cho biết, nếu có bất cứ điều gì để nói hôm nay, thì đó là nói về hành động của Ukraine. Bố trí các hệ thống phòng không tại các khu dân cư bất chấp luật nhân đạo quốc tế. Rạng sáng ngày 29 tháng 12, Nga đã tấn công tên lửa và máy bay quy mô lớn vào nhiều khu vực khắp Ukraine. Đây là cuộc tấn công lớn nhất vào Ukraine trong nhiều tháng qua. Theo tờ The Kiev Independent, chính quyền địa phương thủ đô Kiev, thành phố Lviv, tỉnh Lviv, Dnipro, tỉnh Dnipropetrovsk, Kharkov, tỉnh Kharkov và Odessa, tỉnh Odessa cho biết đã ghi nhận thương vong ở các khu vực này. Ông Serhiy Popko, lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự thủ đô Kiev cho biết, tại Kiev, cuộc tấn công của Nga khiến một người chết, 21 người bị thương, số tòa nhà chung cư, nhà kho, trung tâm văn phòng, nhà ở và ga tàu điện ngầm đã bị hư hại. Theo ông, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hơn 30 mục tiêu trên không ở Kiev. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 29 tháng 12 cũng đưa tin hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra vào sáng cùng ngày ở thủ đô Kiev của Ukraine. Một nhân chứng cho biết đã có một loạt vụ nổ rất lớn xảy ra ở quận Solomensky, có thể nhìn thấy những cột khói đen ở nhiều nơi. Một nhân chứng nói với hãng TASS rằng những tiếng nổ cũng được nghe thấy ở quận Solomensky và Chepchenkovsky. Các vụ nổ diễn ra ngay khi không quân Ukraine phát hiện ít nhất 9 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga cất cánh từ căn cứ Olenia ở Murmansk, tây bắc nước Nga, vào đêm 28 tháng 12 và rạng sáng 29 tháng 12. Trong khi đó, lãnh đạo thành phố Lviv, ông Maxim Kozitsky, cho biết các địa phương này có một người chết và 8 người bị thương sau vụ tấn công. Cuộc tấn công cũng làm hư hại các tòa nhà dân
và gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở giáo dục. Ngoài ra, ông Sergei Lysak, lãnh đạo thành phố Dnipro cho biết 5 người thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương, một trung tâm mua sắm và một bệnh viện phụ sản bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga. Kharkov cũng hứng chịu 20 đợt tấn công của Nga, khiến một người chết và ít nhất 11 người bị thương. Một nhà kho và một cơ sở y tế bị hư hại. Ở Odessa, hai tòa nhà dân ở thành phố cũng bị trúng bom khiến 2 người chết, 15 người bị thương. Tại Zaporizhia cũng ghi nhận 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương và một số tòa nhà trong thành phố bị hư hại. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Ihor Klimenko cho biết tính đến 10 giờ 20 phút ngày 29 tháng 12 giờ địa phương, cuộc tấn công quy mô lớn của Nga đã khiến 12 người thiệt mạng và 76 người bị thương. Viết trên Telegram, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã dùng khoảng 110 tên lửa để tấn công Ukraine vào ngày 29 tháng 12 và hầu hết chúng đã bị bắn hạ. Tu-95 là máy bay ném bom chiến lược hạng nặng của Nga, được hãng Tupolev chế tạo và sản xuất. Máy bay được thiết kế để giải quyết các nhiệm vụ tấn công phá hủy các mục tiêu quan trọng nhất ở xa và sâu trong hậu phương của đối phương. Nga đã nâng cấp Tu-95 lên Tu-95MS để tăng cường khả năng tác chiến. Tu-95 sử dụng 4 động cơ tuabin cánh quạt Kuznetsov NK-12MV với tổng công suất 59.200 mã lực, cho phép máy bay hoạt động với tốc độ tối đa là 925 km/h, tầm hoạt động 15.000 km, trần bay 12 km. Tu-95MS được trang bị nhiều loại vũ khí như pháo AM-23 23mm, tên lửa KH-20, KH-22, tên lửa hành trình tầm xa KH-55 hoặc KH-55SM. Ngoài ra, máy bay cũng có thể mang theo bom chiến đấu FAB-250, FAB-500 và FAB-1500. Ngay sau vụ không kích quy mô lớn của Nga và Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh thông báo gửi khoảng 200 tên lửa phòng không tới Ukraine để giúp Kiev bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng, theo hãng tin Reuters. Phát biểu tại buổi công bố gói viện trợ, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thử thách khả năng phòng thủ của Ukraine và quyết tâm của phương Tây với hy vọng rằng ông ấy có thể giành được chiến thắng từ trong thất bại. Nhưng ông ấy đã sai, và bây giờ là lúc để thế giới tự do đoàn kết lại và tăng gấp đôi nỗ lực nhằm mang lại cho Ukraine những gì họ cần để giành chiến thắng, ông Shapps nói. Trong khi đó, ngày 29 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích gay gắt Tổng thống Putin sau cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine. Theo tờ The Hill, đó là lời nhắc nhở rõ ràng với thế giới rằng, sau gần 2 năm diễn ra cuộc xung đột tàn khốc này, mục tiêu của ông Putin vẫn không thay đổi. Ông ta tìm cách xóa sổ Ukraine và khuất phục người dân nước này. Ông ta phải bị ngăn chặn, ông Biden nói. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Ukraine đã sử dụng các hệ thống phòng không mà Mỹ cùng các đồng minh phương Tây cung cấp để đánh chặn thành công nhiều tên lửa và UAV Nga. Ông Biden cũng kêu gọi quốc hội nước này phê chuẩn gói viện trợ tiếp theo cho Kiev. Người dân Mỹ có thể tự hào về những sinh mạng mà chúng ta đã cứu thông qua việc hỗ trợ Ukraine phải bảo vệ người dân, quyền tự do và nền độc lập của mình. Tuy nhiên, quốc hội phải hành động khẩn cấp trong năm mới, quốc hội phải đẩy mạnh và hành động ngay lập tức, ông Biden nhấn mạnh. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày qua cũng đã họp khẩn về tình hình Ukraine sau vụ tấn công. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.